Thưa quý vị và các bạn, giải đua xe đạp quốc tế VTV Cup Tôn Hoa Sen 2019 được ghi nhận là có sự góp mặt kỷ lục của các vận động viên quốc tế với gần 50 vận động viên. Tuy nhiên, trong ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng gặp gỡ một vận động viên trong nước nhưng lại thi đấu cho một đội đua ở nước ngoài. Và thông tin này cũng sẽ khép lại bản tin Sức Sống Thể Thao ngày hôm nay của chúng tôi. Để xem lại bản tin cũng như cập nhật những thông tin mới nhất về thể thao, quý vị khán giả có thể truy cập vào website thetao.vtv.vn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Tôi là Sa Văn Thắng, là vận động viên đội Bonacheno Nhật Bản. Năm 2012 em đã tập xe đạp cho đội Hà Nội. Một người huấn luyện viên bên Nhật Bản đã sang tuyển vận động viên trẻ đội xe đạp Hà Nội và em ngày xưa là được người huấn luyện viên đấy chọn. Thì đội xe đạp Nhật Bản đã sang bên Việt Nam thi đấu. Thì em đã thi đấu cho đội Bonacheno được 2 giải. Khi thi đấu cho đội Nhật Bản thì em giúp cho đội hiểu được cách đua ở Việt Nam với chiến thuật đua ở Việt Nam nó khác. Cách đua ở Việt Nam thì có nhiều chiến thuật. Có thể nói là khi thi đấu cho đội Bonacheno Nhật Bản thì em cũng học hỏi được rất là nhiều, như cách sinh hoạt thường ngày với cách ăn uống, với tập luyện, với giáo án trình tập luyện rất là chuyên nghiệp.